Đây, bill của cô là 6 triệu. Trong này là 10 kg bánh phồng là 20 hộp nè. À, tặng 10 hộp nhỏ, mỗi hộp trị giá là 160 ngàn. Làm như là tặng là quà tặng là trị giá là 1 triệu 6 lận đó các bạn. Bữa nay phải đóng đóng nhiêu đơn đây, buổi sáng nay là trả lời tin nhắn, nghe điện thoại là ra bao nhiêu đơn đây nè các bạn. Nhưng mà bây giờ là đóng xong buổi sáng rồi, buổi chiều mình sẽ mới xem tin nhắn và mình nhận tiếp. Mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Ánh Cua có mặt ở tại cửa hàng của mình 22 đường Cửu Long nha các bạn. Đặc sản thiên nhiên Cà Mau thì ngày hôm nay lên hàng rất là nhiều và cũng đang đóng hàng gửi cho khách. Thì Ánh Cua cũng có chương trình khuyến mãi áp dụng. Thì bây giờ cụ thể chương trình như thế nào thì mời các bạn cùng vô bên trong nha. Ngày hôm nay là mình đóng hàng đi bưu cục, đóng từ mấy ngày trước, từ khi clip bánh phồng tôm của Ánh Cua lên đó là hàng đi rất là nhiều. Thì bây giờ là đang áp dụng chương trình mua 2 tặng 1, mua 2 được 3 đó. Đây là hộp bánh phồng tôm 70% tôm, loại đặc biệt nhất bên Ánh Cua nha, 70% tôm tươi nha các bạn. Thì một hộp như thế này là 300 ngàn, mình mua 2 hộp 500 gram sẽ tặng một hộp 250 gram là hộp nhỏ đó. Mới vừa hồi nãy có khách mua 5 kg bánh phồng là mình tặng 5 hộp nhỏ. Bánh phồng tôm 50% tôm thì cũng áp dụng cùng chương trình luôn nha các bạn, mua 2 tặng 1 thì tặng cũng là một hộp 250 gram. Hộp này trị giá bây giờ là 100 ngàn một hộp. Còn cái loại hộp màu xanh này hàng tặng á, thì một hộp này là 160 ngàn. Thì mình mua 2 hộp đặc biệt 70% ha là 600 ngàn thì tặng được phần quà trị giá 160 ngàn. Còn mua loại 50% tôm là 380 ngàn, tặng được phần quà 100 ngàn. Đây, bây giờ mình đóng hàng sẽ như thế này, đóng nguyên kiện. Hàng đi rất là nhanh nha các bạn. Nếu mà các bạn ở miền Bắc á, thì khách vô. Dạ, chào cô vô đi cô. Nếu mà ở ngoài Bắc đó các bạn thì tầm khoảng từ 2 tới 3 ngày mình sẽ nhận được hàng nha. Thì các bạn khi mà nhận hàng thì là nhớ kiểm tra hàng trước khi khui hàng nha các bạn. Có thể là quay clip khi khui hàng để có vấn đề gì đó thì mình có thể là Ánh Cua sẽ xử lý nó sẽ nhanh hơn. Thì bên mình là có băng keo Ánh Cua đặc sản thiên nhiên Cà Mau và số điện thoại hotline ở trên này, và một cái mã vận đơn. Thì khi mà đóng hàng thì Ánh Cua sẽ có mã vận đơn và mình sẽ biết được hàng đã đi tới đâu rồi. Thì nếu mà các bạn như nôn nóng quá thì mình sẽ cung cấp cái mã vận đơn để các bạn tra được cái đơn hàng của mình khi nào mình sẽ nhận, mà mình có số điện thoại của shipper ở bên tại bên đơn vị vận chuyển luôn. Bữa nay là khô mực câu lên rất là nhiều và cái size 6 tới 7 con á, hồi đó trước giờ là không có, mà bữa nay là được có khoảng 7 gói. 7 gói cái loại 6 tới 7 con. Nè các bạn thấy nè, cái con khô mực nó bự không? Rất là bự luôn. Bằng 2 gang tay luôn, mà cái này là cái tua của nó là đang hút chân không, là chưa có thẳng lên đó nha. Mình đang tém gọn nó lại đó. Mà mực rất là ngon luôn các bạn ơi, mực mới tinh luôn, mới ken xà beng luôn. Cái này là 8 con, thì 8 tới 10 con thì giá là 1 triệu 490 ngàn một ký. Đợt này lên á, thì có loại 6 tới 7 con, chỉ có 7 gói thôi, các bạn nhanh tay nha, là 1 triệu 6, 90 ngàn. Đó, thì các bạn nhanh tay nha, chỉ có 6 gói thôi, ai nhanh tay là sẽ được đặt khô mực câu 6 tới 7 con nha. Và khô mực câu thì mua 1 kg mình sẽ tặng một hũ chẩm chéo. Đây, chẩm chéo của Sapa TV.
Một hũ này bán 100 ngàn một hũ nha các bạn. Nếu các bạn mua lẻ ngoài, còn mua 1kg khô mực câu thì sẽ tặng được một hũ chẩm chéo Saba TV. Rất là thơm luôn. Mình nướng lên xong cái mình pha cái chẩm chéo này, rồi mình chấm với chẩm chéo. Mà chẩm chéo mình có thể mình ăn chung với các loại khô khác nữa, và ăn hải sản chấm cũng được. Đó. Một lát Ánh Cua sẽ nướng một con khô mực chấm với chẩm chéo nha. Các bạn tranh thủ nha, chỉ có 7 gói thôi nha các bạn. Tranh thủ đặt hàng chốt đơn, gọi qua số hotline 0915999550. Mua bánh hồng bên con là cho khách thử tại chỗ luôn, chiên thử, ăn thử, ngon là mua. Mua nhiều hơn. Dạ. Có bánh hồng chuối, chay mặn đều dùng được. Đây, cho mình thử đi. Hồi nãy qua là ăn thử rồi. Cái này chú đang ăn thử là loại 50% đó. Loại 70% thì nó xốp hơn. 10kg loại 70. Vậy là 10kg là 20 hộp. Vậy là sẽ tặng 10 hộp nhỏ. 10 hộp nhỏ là thành ra 2,5kg lần đó. Là tặng cô 2,5kg đó. Dạ rồi, 2,5kg con để riêng. Cô mua 10kg bánh phồng tôm, loại 70% tôm, tặng 10 hộp nhỏ. Đó, các bạn tranh thủ nha. Chương trình này áp dụng từ đây cho tới hết ngày 1 tháng 6 thôi. Thì tại vì bây giờ là mình vừa mới đầu tư xưởng làm bánh phồng tôm á, thì chỉ áp dụng trong thời gian tới hết 1 tháng 6 thôi các bạn. Từ ngày 2 tháng 6 là trở lại bình thường nha, mình sẽ không áp dụng nữa. Thì các bạn tranh thủ nha. Bữa nay hàng họ lên rất là nhiều cho nên là hết chỗ đi luôn. Bạn Trinh là mấy nay là tối ngủ nằm mớ là bánh phồng tôm, bánh phồng tôm. Sau khi lên clip là Trinh và chị Nghi nghe điện thoại hotline là tối ngày cứ bánh phồng tôm, bánh phồng tôm. Mua 2 tặng 1, mua 2 được 3 đó. Tới trực tiếp cửa hàng thì các bạn sẽ thử trực tiếp luôn nha. Đó. Cái này chỉ là 50% thôi. 70% thì nó sẽ thơm và nó xốp hơn. Loại đặc biệt. 50% là cũng ngon rồi các bạn. 70% thì nó đậm đà hơn chút. Đây, còn cái khô mực 8 này là loại 8 con thì giá cũng y cũ nha các bạn. Cũng tặng một hũ chẩm chéo luôn. Cái này là vừa hàng vừa mới lên cho nên là mình chưa có ép nhãn vô. Bây giờ là mình ép nhãn vô xong rồi mình sẽ bảo quản vô tủ mát. Chứ để ở ngoài các bạn, mà khô mực mà các bạn để ở ngoài lâu ngày là nó sẽ bị lên đỏ, lên phấn hồng. Còn cái này là hàng mới lên, các bạn thấy cái màu mực nè. Nè, nó rất là kiểu trắng và nó trong. À, bên này nè, đó. Rất là ngon luôn, trời ơi. Khô mực câu nha. Xuất xứ Sông Đốc, Cà Mau, huyện Trần Văn Thời. Giờ bỏ vô cái túi lớn này là chắc này phải 2 túi rồi. Dự kiến là ngày hôm nay là cái kệ bánh phồng tôm 70% là nó sẽ vơi á. Mà tiếp tục là hàng sẽ tiếp tục lên. Các bạn mấy nay là hàng toàn là hàng mới không à. Mới nhập không luôn á. Vừa sản xuất ra là đưa lên là hết 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 hết. Mới lên hôm qua cô. Đúng nha, mới hàng cho dạ đúng rồi. Giờ là mấy nay là lên liên tục luôn cô, hàng mới không luôn á. Vừa ra lò là chuyển lên liên tục luôn. Cái hộp màu xanh nhìn thấy đẹp không? Dạ đúng rồi, con để đây 1, 2, 3, 4, 4, 12. Đây, bill của cô là 6 triệu.
Trong này là 10kg bánh phồng là 20 hộp nè. Tặng 10 hộp nhỏ, mỗi hộp trị giá là 160.000. Làm như là tặng, là quà tặng là trị giá là 1.600.000 lận đó các bạn. Cô ơi, con gửi cái bill. Dạ, tổng cộng là 6.000.000. Lấy cho cô 2kg riêng nữa đi. Thêm 2kg nữa. Thêm 2kg nữa. 2kg vậy tặng thêm 2 hộp nhỏ. Đây. Con để chung luôn nha cô. Rồi vậy bấm lại giùm em cái bill. Rồi vậy thêm bill khác. Dạ dạ rồi. Là một cái bill 2 kg riêng. Dạ dạ. 1.2 triệu, vậy là tổng cộng là 7.2 triệu. Đây, cô mua 10kg xong rồi cô mua thêm 2kg nữa. Là các bạn từ sáng cho tới chiều tối là khách tới là mua bánh phồng tôm. Mấy nay là bánh phồng tôm không. Đây, con gửi cái bill 2kg. Bảy triệu rưỡi, con nhận 7.500.000 nha, thôi em lại 300. Rồi, cảm ơn cô chú nha. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Chú rất là thích ăn bánh phồng tôm cho nên là xin một cái gói bánh phồng tôm ăn thử của bên Ánh Cua để ăn dọc đường. Cho mình xin bọc để mình lát mình đi đường mình ăn dọc rồi bạn. Ôi cái này để lại cho khách thử, bọc này bự quá lấy đi kỳ lắm. Nè, nè mình lấy bọc này được rồi, đi dọc đường ăn buồn miệng á. Không, cái này mình mua về mình chiên sẵn rồi mình để nguội nha, xong cái mình bỏ vô bọc hoặc vô cái hũ á, nhựa á. Thôi mình thấy để trong bọc đi, cái cột dây thun lại là các bạn để mấy ngày ăn nó vẫn giòn khấu luôn nha, nó không có bị mềm. Quan trọng là giữ kín hơi trong cái bọc của mình, cột kín lại. Bây giờ là Ánh Cua số lượng tôm khô cồ thì mình có khoảng không tới 10kg đó, tôm cycle nè. Thì cycle là 1kg là 1.990.000 nha các bạn. Cái này là loại 1 đó. Cycle thì các bạn nhìn ở ngoài á, nhiều khi quay lên mình sẽ không thấy rõ. Thì cái loại 1 thì nó tầm khoảng từ 1.000, hơn 1.000 con 1kg. Còn cycle á, thì nó nằm ở khoảng 600 tới 800 con 1kg. Thì size cồn nó sẽ nhìn thấy nó sẽ cơi hơn, cái size nó bự hơn. Cái loại 1 thì nó vậy, nhiều khi đóng hút chân không các bạn sẽ không rõ đâu, mình nhìn bằng mắt thường là mình tháo bọc ra đó thì nó sẽ rõ hơn nè. Ở đây thì có nhãn mác tiếng Anh, tiếng Việt, mình đi nước ngoài sách tay hay là đi mình gửi đóng kiện hàng đi vẫn qua hải quan rất là dễ dàng nha. Có thành phần rồi thông tin về sản phẩm, nơi xuất xứ, thời hạn sử dụng. Tôm khô thì các bạn để cả năm trời cũng không sao nếu mà mình bảo quản tủ đông. Còn nếu mà để ở ngoài tủ mát thì nó sẽ tầm khoảng 6 tháng. Nhưng mà nó sẽ ngã màu chút xíu, nhưng mà tôm thì ăn nó vẫn ngon và chất lượng. Tôm khô loại 1 thì 1kg là 1.720.000 một ký nha các bạn. Còn tôm cồ là 1.990.000 một ký. Đóng gói nửa ký, gói này là nửa ký nha. Còn ở dưới này là tôm, tôm này là tôm loại 2 nè. Loại 2 thì khoảng 1.500.000 con. Thì giá của loại 2 là 1.620.000, vẫn là tôm đất thiên nhiên. Bên Ánh Cua bán tôm khô chỉ có một loại thôi nha các bạn, là tôm đất thiên nhiên. Tôm này thì các bạn nếu mà đã ăn tôm khô rồi thì biết rồi đó, tôm đất làm tôm khô là ngon nhất. Còn loại 3 nữa, loại 3 thì loại nhỏ hơn thì mình sẽ có thể là mình ăn với củ kiệu vẫn được, không sao.
rồi mắm tôm chua. Thì hiện tại thì mắm tôm chua của mình là có hai size, loại 1 kg nè, hũ 1 kg là 320.000 một hũ. Cái này là mới cho nên là chưa có gắn nhãn mát. Còn này là chuẩn bị đóng đi bu cục nè các bạn. Cái này là hũ 500g đóng đi bu cục, thì mình sẽ cột kính như vậy, xong rồi lát mình sẽ đóng thùng và kéo băng keo lại. 550g thì giá là 190.000 một hũ. Đó, chỉ là tôm không thôi nha. Khi nào mình ăn mình sẽ trộn vô gỏi đu đủ hoặc là kẹp với thịt luộc á. Bây giờ mình chuẩn bị mình ăn cơm, mời cả nhà cùng đi ăn cơm với anh cô nha, không phải đi ngồi tại đây ăn luôn. Đâu đi đâu đâu. Ăn đặc sản thiên nhiên Cà Mau của mình. Bữa nay phải đóng. Đóng nhiều đơn đây, buổi sáng nay là trả lời tin nhắn, nghe điện thoại là ra bao nhiêu đơn đây nè các bạn. Nhưng mà bây giờ là đóng xong buổi sáng rồi, buổi chiều mình sẽ mới xem tin nhắn và mình nhận tiếp. Cho nên là các bạn nhiều khi nhắn tin qua bên fanpage mà mình trả lời chậm á, thì có gì thông cảm cho anh cua nha. Tại vì thật sự thì tin nhắn cũng rất là nhiều và nhiều khi mình không có thể trả lời và take care hết các bạn kịp thời á. Cho nên là mong các bạn thông cảm bỏ qua. Thì nói chung là trong ngày hoặc trễ nhất là qua sáng hôm sau mình sẽ trả lời nha. Với lại là bên mình check tin nhắn từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Thì khuya là nhân viên sẽ nghỉ để ngày hôm sau thì có gì thì để lại tin nhắn thì mình sẽ trả lời tiếp. Đâu, đâu, bao nhiêu đơn? Ở đây là, trời ơi, đơn đi đơn này là 7 triệu mấy nè. Chủ yếu là khô mực, tôm khô, bánh phồng tôm đặc biệt. Đó, bánh phồng chuối. Rồi đơn đi mật ong rừng, rồi mắm tôm, rồi chả tôm. À, bên mình có bán chả tôm 1 kg là 480.000 là chả tôm nguyên chất nha các bạn. Thì hôm trước anh cua có về quay quy trình làm mắm tôm á, thì những con tôm mà nó vỏ nó mỏng hay là nó nhỏ hơn á, thì mình sẽ làm chả tôm nguyên chất nha. 99% là tôm, 1% là gia vị nha các bạn, không có trộn bột hay là gì hết. Nói chung là chả tôm nguyên chất, các bạn mua ăn thử rồi các bạn sẽ cảm nhận được. Nói chung là đơn cũng không có nhiều đâu, nhưng mà đơn nào nói chung là khách ủng hộ rất là nhiệt tình, mà giống như đang thử nhiều mặt hàng của anh cua để đi xỉ á các bạn. Mấy nay thì bánh phồng tôm đã đi xỉ rồi, thì vẫn nhiều khách lẻ mới liên hệ đặt hàng để thử hàng, để quyết định là phân phối xỉ bánh phồng tôm bánh cua. Đơn này là 14.3 triệu nè. Khô mực câu đó, các bạn biết không, bữa nay là khô mực câu mới lên cho nên là các bạn tranh thủ nha. Cái này là khách mua loại 12 tới 15 con. 12 tới 15 con thì là 1.390.000. Mua 6 ký khô mực câu thì sẽ tặng 6 hũ chẩm chéo nha. Ở đây là cái đơn này là tổng cộng là 10 ký khô mực lận, là có 4 ký khô đặc biệt và 6 ký khô 12 tới 15 con thì tặng 10 hũ chẩm chéo. Đó, tổng cộng cái đơn này là 14.300.000. Rồi, em gửi. Ok, rồi, giờ ăn cơm. À, chả tôm. Đây, cái này gói này là nửa ký nha các bạn. Chả tôm thì mình sẽ bảo quản tủ đông nha. Thì chả tôm mình chỉ giao trong Sài Gòn thôi. Còn nếu mà các bạn đặt hàng đi tỉnh á, thì hóa đơn đi mình sẽ gửi chành xe. À, nhưng mà hóa đơn bao nhiêu mình mới gửi đi chành xe? À, trên 500 hả? Trước đây là ảnh cua quy định là trên 1 triệu. Nhưng mà để mình đáp ứng được cái mong muốn của khách hàng mà đặt những cái đơn ít đó, thì mình vẫn hỗ trợ gửi từ đây, mình gửi ra chành xe rồi đi về trong nhà. Nhưng mà khách phải chuyển khoản trước cho bên ảnh cua nha. Tại vì gửi chành xe là tới nơi là các bạn chỉ nhận hàng thôi. 1 ký chả tôm là 480.000 một ký, gói này là nửa ký nha các bạn. Nó đang lạnh cho nên là nhìn cái màu nó ấy, chứ bên đây là mình làm tôm nguyên chất, không có phẩm màu, không chất bảo quản gì hết. Cho nên là các bạn là về là mình để tủ đông nếu mà chưa ăn, còn nếu mà
ăn liền á, thì mình rã đông cỡ chút xíu thôi, cỡ không tới 15-20 phút là nó mềm, là mình có thể là nấu canh hoặc là chiên nóng chấm với tương ớt ăn rất ngon luôn. Bữa nay là bữa cơm trưa của Ánh Cua tại 22 Cửu Long, vẫn là những món đặc sản Cà Mau, nhà làm chả tôm nấu canh cải bẹ xanh, rồi chả tôm chiên lát mình sẽ chấm với tương ớt, rau luộc với dưa leo, cà phổi với chú chát mình sẽ kẹp với mắm tôm chua, rồi thịt luộc kẹp với mắm tôm chua, và mình đang nướng một con khô mực câu, một lát ra mình sẽ chấm với chẩm chéo, này là bông thiên lý xào tỏi đó. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Rồi em mời cả nhà cùng ăn cơm, ăn đi Nam. Chén là bới cơm. Đây là ăn cơm đánh nhanh rút gọn khoảng 15 tới 20 phút rồi, rồi chuẩn bị ăn xong rồi tiếp tục đóng hàng. Mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với đại gia đình Ánh Cua nha. Chả tôm. Chả tôm này mình có thể là nấu canh chua, lẩu thái, mình chiên nóng, hoặc là nấu canh với các loại rau ngọt đều được nha các bạn. Như rau ngọt giống như cải nè, rau dền, rồi bắp cải, rồi cái gì, nấu ba cái loại củ hay là khoai đồ đó, mình vẫn đưa chả tôm vô được nha, ăn nó ngọt nước. Nó dai, nó ngọt. Cái màu này là màu của tôm luôn nha, chứ không phải là bỏ màu gì đâu. Gấp rồi ăn đi em. Em làm đây bao lâu rồi? Dạ vâng, em làm được 2 tuần chưa? 2 tuần, em biết hết quy định ở đây chưa? Dạ vâng, về quy định đóng hàng thì em cũng có thể biết được. Có thể biết được hả? Dạ. Chắc chắn không? Dạ vâng. Phải chắc chắn chứ không có thể, có thể. Chắc chắn. Thấy bữa nay em thấy nghiêm túc quá hả? Nè, cái này thịt luộc là em chấm ăn với mắm tôm chua. Kẹp vô chứ đừng có ăn không, nó lạc nhách à. Nãy tôi thấy mày ăn không đó, mày chưa biết cách ăn. Cà phổi kẹp với mắm tôm. Khô mực nướng trong thơm nữa. Cô đập đó, mình chuẩn bị xé nè. Ông Hoài không ngán ha. Ngon lắm rồi. Ngày nào ăn cơm cũng có, bữa trưa là có mắm tôm hoặc là một chén cơm như vậy thì là đủ rồi đó. Đây là đầu tiên em ăn chấm với lại mắm luôn. Chết rồi, không lẽ giờ là fan lớn của nó luôn ta. Bị dính rồi. Dính lên nguyên rồi, dính lên nguyên rồi. Không dứt ra được rồi. Trời, ăn cái tô canh giờ còn có 2 cục chả tôm. Rồi, mới đi học về vô chuẩn bị đóng hàng bánh phồng tôm luôn kìa, giao cho khách. Ok. Chiều nay có học không? Dạ có. Vậy có nghỉ trưa không? Có. Vậy là đóng hàng khi nào? Chiều chắc 2 cục nè. Cũng về. Đây, thằng cháu của Ánh Cua. Ê, khô mực
bây giờ là cái loại này là 8 tới 10 con nha các bạn. Đó. Nướng cái tự nhiên cái nó cong lại rồi. Mình phải bẻ thẳng nó ra. Cái bịch nè, cái rau nó nè. Nhưng mà anh cua sẽ ăn cái mình. Mình thích ăn cái vây này nè. Đó, trời ơi, cận vô con mực nè Quỳnh. Đó, các bạn thấy không? Mực mới lên, nhìn rất là ngon luôn, trắng tươi. Hồng, hồng, rất là hồng nhẹ, màu hồng giống như hồng dâu á chị Nghi. Hồng bát teo. Hồng bát teo. Trời ơi, mực mình siêu đẳng. Tôi bán, tự nhiên mấy chị với bạn ở đây bán á các bạn, là tự nhiên cuộn hàng của anh cua luôn à. Đây, chẩm chéo. Mời cả nhà nha, mình xé nhỏ. Tại vì hôm qua, hôm kia mình ăn cái đồ cứng á, cho nên là cái răng mình nó đau, nên ăn không miếng bự được. Đây mời cả nhà nha. Xin mời. Quỳnh. Thử Quỳnh. Bình hỏi miếng nè. Đó. Loại 8 tới 10 con là 1.490.000. Loại 6 tới 7 con là ánh cua chỉ có 7 gói ngày hôm nay thôi nha các bạn, là 1.690.000, chỉ có 7 gói thôi, nhanh tay đặt hàng nha. Mỗi mua 1 kg bất kỳ tầm hột chẩm chéo. Cái này nếu các bạn mà chẩm chéo mình có thể múc một miếng thôi. Xong rồi mình ặn miếng chanh vô rồi mình pha, mình đánh đều lên nha. Kẻo mình để nhiều quá là nó sẽ bị cay á. Ai mà ăn cay không được thì để ít thôi. Cho Quỳnh ly nước. Nó cay và nó nồng nhưng mà nó rất là thơm. Và chấm ăn hải sản cũng được, mà khô mực cũng rất là hợp luôn các bạn. Tại vì chẩm chéo này bên anh Hải là bán ăn kèm với trâu gác bếp á. Nhưng mà cái mực ngọt mà. Cái này là các bạn thấy cái mực câu á, nó sẽ dày hơn. Cái mình mực nó dày hơn mà nó sẽ ngọt hơn. Mà cái mực nó cũng, cái mình nó cũng đẹp hơn là cái mực cào nữa. Đó, bên anh cô chỉ có hàng khô mực câu thôi. Đó các bạn thấy á. Mình mua để tặng quà tặng biếu cũng rất là sang. Cái này là 7 con 1 ký nè. À, cái loại nhỏ nữa, có loại nhỏ 25 con 1 ký, giá nó rẻ hơn. Là 1 triệu, hàng mới chưa có lên nhãn luôn. Đây, 1 triệu 290.000. Đó. Mà ăn thì khô mực câu thì nó cũng ngọt và nó ngon giống nhau thôi nha. Nhỏ hơn, size nhỏ hơn thì nó rẻ tiền hơn. Mình mua tặng thì mình mua cái loại này cũng được, không sao hết. Tại vì điều là khô mực câu là nó cũng là hàng ngon rồi. 20 con. Hả? 20 con. Nè, loại 18 tới 20 con là 1 triệu 320.000. 1 ký là nhiều lắm nha các bạn. 1 ký mà loại mà 10 con á là mình nướng ăn là biết bao lâu luôn á. Nhậu là cũng nhiều được nhiều trận lắm. Nè chấm thử đi. Này ăn tốn ghê lắm đó nha. Nè Quỳnh cho cận vô nè. Chấm nhẹ nè. Đó. Mời cả nhà. Nó dai. Rồi nhai á. Cảm nhận từ từ. Giống như nhai á, nước ngọt nó vẫn còn hoài á. Nhai biết lâu. Các bạn nhớ gọi số hotline đặt hàng nha. Số hotline bên anh cua là 0915 999 550. Bây giờ anh cua sẽ nhắc lại khuyến mãi của bên mình nha. Mua một gói khô mực câu 1 ký bất kỳ sẽ tặng một hũ chẩm chéo. Giá là từ 1.290.000 tới 1.490.000. Loại 6 tới 7 con thì chỉ có 7 gói ngày hôm nay thôi, giá là 1.690.000. Mua 1 ký bất kỳ tặng một hũ chẩm chéo. Hũ chẩm chéo trị giá là 100.000. Mua bánh phồng tôm, 2 hộp bánh phồng tôm 500g sẽ tặng 1 hộp 250g, cả 50% tôm và 70% tôm luôn nha các bạn. Đây,
mua 2 hộp tặng 1 hộp 250g. 50%, 70% đều áp dụng nha. Mắm tôm chua. Mắm tôm chua mua 3 hũ 1 kg tặng 1 hũ 550g. Hũ 1 kg là 320.000. Tặng một hũ 550g giá là 190.000. Rồi, các bạn nếu mà liên hệ đặt hàng thì có thể gọi nhắn tin qua Zalo nè, gọi số hotline nè, nhắn tin qua fanpage Ánh Cua nè, hoặc tới địa chỉ 22 đường Cửu Long, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha, trong cư xá Bắc Hải, hoặc là qua quán bún nước lèo của Ánh Cua, địa chỉ là CC25 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, cũng có đặc sản thiên nhiên Cà Mau của mình bên đó luôn nha. Còn bây giờ thì Ánh Cua xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ ủng hộ và subscribe kênh của Ánh Cua để không bỏ lỡ những clip mà Ánh Cua lên khuyến mãi là sẽ quay clip và đăng trên kênh của Ánh Cua nha các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.